Sắp tới đây, người dân có thể rút tiền tại cây ATM bằng thẻ căn cước công dân gắn chip. Trong tương lai, người dân có thể rút tiền tại cây ATM bằng thẻ căn cước công dân gắn chip mà không cần thẻ ATM như bấy lâu nay. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội C06 Bộ Công an vừa phối hợp với một số ngân hàng triển khai thí điểm dịch vụ rút tiền bằng thẻ căn cước công dân gắn chip. Điểm mới nổi bật của việc này đó là người dân có thể dùng thẻ căn cước công dân để rút tiền mặt thay vì thẻ ATM như bấy lâu nay. Như trước đây, người dùng chỉ sử dụng duy nhất mật khẩu để xác nhận thông tin khi rút tiền bằng thẻ ATM. Còn với hình thức mới, người dân có thể quét thẻ căn cước công dân tại cây ATM, hệ thống ngay lập tức triển khai thông tin người dùng trên căn cước công dân. Thông tin này khách hàng sẽ được đối chiếu với dữ liệu sinh trắc học bằng hình thức quét khuôn mặt và vân tay, hạn chế tối đa những nguy cơ giả mạo có thể xảy ra. Theo kỳ vọng, hình thức rút tiền bằng căn cước công dân gắn chip sẽ hỗ trợ cho ngân hàng trong quá trình xác thực khách hàng, giảm thời gian tác nghiệp của cán bộ, loại bỏ các rủi ro sai sót so với kiểm tra đối chiếu chứng minh thư thông thường. Về phía khách hàng, việc xác thực và đối chiếu thông tin qua căn cước công dân gắn chip giúp cho giao dịch tài chính được thực hiện đơn giản, thuận tiện, an toàn và hoàn toàn tự động, nhanh chóng. Hiện nay, việc triển khai ứng dụng căn cước công dân gắn chip thay thế cho thẻ ATM đang được thực hiện thí điểm với một số ngân hàng lớn và một số điểm trên địa bàn Hà Nội, Quảng Ninh. Một số người dân đã được triển khai trải nghiệm tính năng rút tiền bằng thẻ căn cước công dân tại một số ngân hàng. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.